Thực ra điều quyết định cho chuyến đi Phú Quý của các bạn là thiên đường hay thảm họa nằm vào một vấn đề. Chính xác là thời tiết nha. Bữa nhóm mình đi trúng vào hôm có mưa nhẹ, còn hôm sau thì trời nắng đẹp. Cả hai ngày giống như là hai thế giới khác nhau vậy đó. Theo kinh nghiệm của người dân địa phương Phú Quý thì từ tháng 3 cho đến tháng 8 âm lịch là thời tiết đẹp nhất. Sóng êm và trời biển đúng chất là biển xanh và nắng vàng. Để không phải say tàu ói xỉu lên xỉu xuống giống như mình. Bữa sáng đi thời tiết âm u và biển động thì sẽ như thế này, còn chiều về là êm ru không hề bị say xíu nào. Và đây là cái app check thời tiết cho các bạn khi mà đi Phú Quý. Kiểm tra mức sóng và gió trên đảo. App tên là Windfinder nhé. Có thể tìm trực tiếp cũng như là tải app về đều được. Đây là cái ngày đầu tiên tụi tôi ra đảo nè, trời nó mây mù gì đâu luôn á, xong rồi thỉnh thoảng còn đổ cơn mưa rào nữa. Nếu mọi người đi Phú Quý vào mùa này á thì ăn hải sản vô tư nha, có đủ loại vừa ngon và vừa đúng mùa nữa. Có thể tự bắt hải sản xong rồi nhờ người ta chế biến theo yêu cầu của mình. Hôm bữa tụi mình ăn ở làng bè Đại Nam, còn lại thì mọi người có thể tìm thêm Anh Sáng hoặc là Hải Thiện nè. Đợt này đến với Phú Quý thì trải nghiệm của mình thực sự rất là thích, cảnh vừa đẹp, biển trong và con người Phú Quý cũng rất là thân thiện dễ thương. Với cái thể loại thích chụp hình giống như nhóm mình á thì đi một địa điểm là tốn mất khoảng 2-3 tiếng đồng hồ, trừ hao ra một ngày tính là đi 5 điểm, nhưng mà cuối cùng cũng chỉ được có 2-3 điểm thôi. Quá trời là góc đẹp luôn, cho nên mọi người ra đây chỉ sợ là không có bộ nhớ để chụp hình nè. Về outfit đi biển thì mọi người nên chọn những cái tông màu sáng nha, ưu tiên càng nổi bật càng tốt, nhưng mà ai mà không thích màu mè thì các bạn cứ chọn tông trắng cho mình. Nhấn nhá layer nhẹ nhẹ bằng cách là có những cái áo sơ mi để khoác ngoài. Các bạn nữ thì nên có những cái đầm su hoặc là đầm maxi, hoặc là những cái áo có tà bay bay nè. Và không quên kèm theo những cái phụ kiện giúp cho mình đỡ đơ khi mà chụp hình, có thể là nón cói, túi xách, túi cói hay là máy ảnh cầm tay. Trời cũng rất là nắng, cho mọi người thủ sẵn một cái kính đen nữa nha. Và thêm một điều, nếu mà đi biển thì nhớ mang bikini nữa. Hôm bữa nhóm mình đi á, để tiết kiệm thời gian thì mọi người đều thủ sẵn một bộ đồ trong cốp xe. Nếu mà cần thì có thể thay đồ cũng như là tắm biển tại chỗ luôn. Cá nhân mình á, là một người nghiện biển cho nên hễ thấy nước trong là muốn nhảy xuống tắm rồi. Đi 3 ngày 2 đêm về xuống 2-3 tông màu. Nên đặc biệt các bạn nữ thì mùa này đi trong nắng kỹ kỹ xíu nha. Còn mình là Jenny Travel, bye bye.